Chồng đi làm cẩn thận nha, về sớm với em nha chồng. Nè, chồng đi làm đi cả trễ. Chồng, chồng, chồng. Hả? Sao anh suốt ngày anh cứ nhét cái tay phone hoài vậy? Em nói cái gì anh cũng không quan tâm á. Xin lỗi vợ, anh tập trung anh coi quá, anh không để ý. Anh đi làm nha. Chồng đi làm nha, nhớ về sớm với vợ đó. Hy vọng là anh không lừa dối em. Con quỷ yêu này làm gì mà lâu dữ vậy trời. Ê, xin lỗi mày nha, nó tới trễ, kẹt xe quá trời. Không có sao đâu, thôi đi. Giờ tính đi shopping đâu? Thì đi shopping thì coi chỗ nào quần áo đẹp thì mua. Rồi ok, đi. Ê khoan nè, quay lại coi. Gì mày? Ủa, cái đít mày bị gì vậy? Chắc tao quẹt chúng ở đâu á mày ơi. Chắc chưa? Chắc. Mày nên nhớ tao với mày là bạn thân nha. Mày đừng có lừa tao, không có hay đâu. Biết rồi, khùng cái gì mà tao lừa mày. Thôi đi nè, đi mua cái đầm mới luôn chứ để mặc đồ rách kỳ quá nè. Đi. Ủa vợ. Ủa, nay ra đây chi vậy? Thì em tiễn anh đi làm. Sao? Không được hả? Được chứ, nhưng mà anh thấy ngộ nha. Tự nhiên nguyên tuần nay ngày nào vợ cũng đưa anh đi làm hết đó. Bình thường giờ ngủ trễ lắm mà, chưa chờ chưa chật mới dậy luôn đó. Vợ đưa chồng đi làm là chuyện bình thường mà. Vợ chồng không vui hay sao? Hay là chồng có bồ nhí đúng không? Đâu có, anh có mình em mà. Vui sao không vui, vợ đưa anh đi làm anh vui lắm. Tại anh bất ngờ thôi. Anh đi làm nha. Đi cả trễ. Cẩn thận nha. Hy vọng những gì em nghi ngờ không phải là sự thật. Gì vậy? Sao anh cứ bỏ cái này lên xe hoài vậy? Trời ơi, chắc vợ nó bỏ lên á. Tại sao hai người lại dám lừa tôi chứ? Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Nhau mấy năm trời, anh ta chưa bao giờ mua cho mình một cái thứ gì hết. Vậy mà dẫn con bạn thân của mình đi mua vàng. Sao anh khốn nạn như vậy? Dạ chào chị, không biết là em có thể giúp được gì cho chị ha? Anh ơi. Dạ. Anh cho em hỏi là cái cặp mới mua vàng của mình, mới hồi nãy luôn nè, cái cặp đó nói cái gì, anh có nghe không? Trời ơi chị, cái cặp kia hạnh phúc dữ lắm. Cái chị kia công nhận có phúc ghê thiệt. Anh trai kia anh vô đây cái anh mua một chiếc nhẫn, anh tặng chị nhân ngày kỷ niệm gì đó. Trời ơi nhìn thích lắm luôn, đã lắm chị. Anh nói thiệt hả? Trời ơi thiệt. Mình chỉ cần mình nhìn vô một cái thôi, mình thấy trời ơi hạnh phúc quá. Ước gì tôi cũng có một người yêu như vậy. Chị sao vậy? Chị cũng ngưỡng mộ ảnh đúng không? Ngưỡng mộ cái tình yêu đó đúng không chị? Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên vô đây cái hỏi cái đi ra vậy? Ngộ ta. Ủa em, sao em nói em đi chơi mà giờ em về sớm vậy? Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng chứ. Sao anh ở nhà giờ này sớm quá vậy? Còn mày, mày nói với tao là mày về quê mà sao lại đi với chồng tao rồi còn ngồi ở đây nữa? Tao... Sao? Không giải thích được hả? Vì lỡ ngoại tình với chồng của bạn thân. Còn anh? Sao anh khốn nạn quá vậy? Đó là bạn thân tôi mà. Hai người đúng là dơ bẩn. Em nói gì kỳ vậy? Anh với lại Ngọc đâu có gì đâu. Đúng rồi, đâu có gì đâu. Chỉ là chở nhau tình tứ đi mua nhẫn. Anh ở với tôi mấy năm rồi, anh mua cho tôi được mấy chiếc nhẫn. Tôi ở với anh từ lúc anh khó khăn tới bây giờ anh có cơ ngơi rồi, bây giờ anh đối xử với tôi như vậy hả Thịnh? Không, chắc là em hiểu lầm anh rồi. Thật sự là anh với Ngọc không có gì hết á, em đừng có nói. Đúng vậy. Đúng rồi đó chị, mày hiểu lầm rồi. Tôi đã nói rõ như vậy rồi hai người còn chối cãi nữa hả? Còn mày, bộ trên đời này hết đàn ông hay sao? Nhìn mặt mày cũng sáng sủa mà, sao lại đi cướp chồng người khác? Mà cướp chồng ai không cướp, cướp chồng bạn thân nữa. Đúng là thứ dơ bẩn, thằng nào xài cũng được. Em không có được xúc phạm Ngọc nha. Anh yêu nó lắm hả? Sao anh binh nó? Đúng rồi, rác rưởi á thì hợp với rác rưởi. Còn mày ở với nó, trước sau gì nó cũng bỏ mày đi theo con khác thôi à. Còn cái thứ mày xứng đáng bị như vậy. Xứng đáng không có chồng, xứng đáng bị người ta chà đạp. Mày giật chồng tao, bây giờ mày dám đánh tao nữa hả? Tao xin lỗi, mày bình tĩnh lại được không? Tại sao lúc nào mày cũng nóng vội hết vậy? Mày không bao giờ mày chịu tìm hiểu bất cứ một cái điều gì hết á. Bây giờ thứ nhất, tao không bao giờ xài đồ chung với mày. Thứ hai, tao có đi với chồng mày, tao có ghé tiệm vàng và mua nhẫn. Nhưng mà mày biết vì cái lý do gì không? Thấy chưa? Bây giờ nó khai rồi đó. Thế là tao gài bẫy nên tao mới bắt được hai tụi mày. Không thôi hai tụi mày cắm trên đầu tao mấy cái sừng nữa. Sao? Giờ có lý do để biện hộ rồi hả? Nói thử tao nghe coi, có lọt lỗ tai không? Vậy thì bây giờ mày đi theo tao đi. Đi đâu? Thì đi rồi biết. Đi. Thả tao ra. Làm gì vậy? Mày thả tao ra coi. Tao không muốn liên quan gì tới mày nữa. Tặng giờ nè. Anh tặng em thiệt hả? Cái này cũng là của vợ. Xin lỗi vợ nha. Anh muốn tạo bất ngờ cho vợ trong ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của mình, cho nên anh mới nhờ Ngọc dẫn đi mua nhẫn. Chứ anh với Ngọc không có làm gì giấu giếm sau lưng em đâu. Em tên anh nha. Anh có nói thiệt không? Những gì anh nói hoàn toàn là sự thật, anh thề luôn á. Tôi chỉ muốn giúp cho bà với chồng bà có một ngày thật là ý nghĩa thôi. Mà tôi biết bà ghen như vậy á, tôi không có dám nhận đâu. Tôi xin lỗi mày nha. Nhưng mà mày có giật chồng tao không? Không. Mày có giận tao không? Không luôn. Vì bà là bạn tốt của tôi mà. Cảm ơn mày nhiều nha. Dạ xin lỗi nha, vì ở với chồng mà không hiểu tính chồng nên mới ghen tuông mù quáng. Nhưng mà cũng tại vì vợ ấm ức quá nên vợ mới hồ đồ như vậy. Chồng đừng có giận, đừng có buồn gì vợ nha. Vợ hứa là từ nay về sau vợ không có hành xử như vậy nữa đâu. Mai mốt có gì thì vợ phải hỏi chồng. Đừng có suy nghĩ và suy diễn lung tung, làm những cái chuyện không hay. Cũng hơn là mọi chuyện dừng lại đúng lúc. Không thôi ngày vui của mình thành ngày buồn rồi. Thôi, bây giờ tôi dành không gian này cho hai người đó. Tôi đi đây. Về cẩn thận nha. Bye bye. Cảm ơn Ngọc. Chúc hai người hạnh phúc.